Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng lục ngày Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi trên màn hình 0348308843. Xem video nhớ bấm vô theo dõi, đăng ký kênh á. Mọi người bấm vô nhấn vô cái chuông để cập nhật mấy cái video mới về để mọi người xem cho nó nhanh ha. Nếu bấm đăng ký kênh rồi bấm vô cái chuông nữa. Hôm nay về mấy món đồ sau đây mọi người. Cái video hôm nay là 131 nha, mã là 131. Nay về mấy cái ổ cắm điện nè, ổ cắm điện của Nhật có 500 hết lên tường luôn ha. Rồi đầu tiên đây, cái máy cò nhiệt rất là chất lượng của hàng Thụy Sĩ. Đây Thụy Sĩ sản xuất nha mọi người, sản xuất cho Nhật, điện 100V, công suất nó là 460W, chiên khò mấy cái đồ nhỏ nha, này rất là gọn. Kích thước nó rất là nhỏ gọn ha, đây 23 nhưng mà nóng rất là nhanh. Đây, đây Thụy Sĩ sản xuất nha, châu Âu sản xuất cho Nhật, thương hiệu của châu Âu mọi người. Đây có, nó có điều chỉnh đầy đủ. Đây là chỉnh nhiệt nè, 6 nấc 1 đến 6 đây. Còn cái này là chỉnh gió, chỉnh gió 4 nấc 4 cấp. Đó, on off. Giờ em thử điện cho mọi người coi. Được 100V nha mọi người, nhớ chú ý dùm. Điện 100, ok có điện rồi. Đây, cấp nóng là số 1, rất là mát, tăng nóng rồi. Số 2 là ấm rồi nè, rất là nhanh nóng luôn. Số 6, nó tới 6 số luôn. Rồi rất nóng luôn mọi người, rất là nóng. Đây là gió nè, mạnh lên đó, giảm xuống. Đang giảm nhiệt, màu đỏ là giảm nhiệt. Đây đầu cò cầm rất dễ, cái này cái đế để gác nó trên gì nè. Đó, gác nó đừng có bị chạm vô nó nóng đồ mà. Ok. Hoạt động nó chân chu, quạt nó chạy rất im. Rồi, cái kho của Thụy Sĩ, kho nóng của Thụy Sĩ này có mã là 131.1 mọi người, giá 750.000. Rồi tiếp theo đây là một cái bộ cơm ba của Nhật, bộ cơm ba của Nhật. Đây cơm ba thương hiệu đây Takeda. Đây Nhật sản xuất. Cơm ba gồm có 2 cây mọi người, đây 2 cây. Là bên nè, còn cái hộp này hộp chì, hộp chì của cây gắn vô cái ngòi bút chì nè. Này, ngòi chì nè. Vặn ra gắn hai vô ha. Đó. Đó, cơm ba mở rất là dài, rộng. Bộ đầy đủ luôn 2 cái. Còn cái bộ này là lấy nó gồm 2 cái mũi nhọn ha. Đây nè, cơm ba này là nó 2 cái mũi nhọn lấy dấu. Như là lấy dấu. Đó. Rất là chất, giờ bên đóng danh hiệu luôn. Takeda. Đây. Hộp chì. Chì ha, ngồi vô. Còn giống luôn. Rồi, để coi kích thước nó. Kích thước rất là mini nha mọi người, đây. Đó, kích thước nha. Rồi, hộp cơm ba này có mã 131.2 ha, giá là 250.000.
Tiếp theo một cây cắt ống của Nhật, thương hiệu nó là MMC, MCC, là MCC mọi người. Thương hiệu này của Nhật. Đây, cắt thử cái ống. Đặc biệt cái lưỡi này nó nhọn giữa ha, nên cắt nó rất là xuống, rất là ngọt. Cái mũi nó nhọn ha, ăn cái nào nó lủng nè, lủng rồi. Đó, mình xay tới xay lui gì cũng được hết, nó cũng ăn hết á. Còn kéo kia thường là mình siết vậy, kéo này ấn lên xuống cũng được, rất là ngọt. Rồi cái này nó cắt được ống cỡ 27 mọi người, ống 27 nha. Rồi, cái ống là 27 MC Japan. Rồi cắt ống của mã là 131.3 nha, giá 300.000. Rồi tiếp theo một cái, em còn một cái đầu chuyển. Đầu này chuyển pin 14-18V của Makita đó. Ra cái sạc điện thoại. Ra sạc điện thoại nha. Nè, chuyển ra sạc điện thoại. Nó chuyển ra nó sẽ ra cổng này sạc điện thoại nè. Như sạc điện thoại. Sẽ ra cái cổng này. Đó. Hai cổng ha, hai cổng hai bên. Sạc điện thoại. Cái đây là cái gài vô pin 14, 18. Hai loại pin của Makita. Hiệu khác thì không được rồi. Cho Makita thôi nha mọi người. Rồi cái chân sạc này có mã 131.4 ha, giá 250. Hôm nay định về một cái về được một cái này. Ây da. Khá là nặng. Cái sạc bình nha mọi người. Đây là cái sạc bình ắc quy. Sạc và kiểm tra bình ắc quy đó. Kiểm tra bình là mình cắm vô cái bình á 12V, cắm vô cực này nè. Nó sẽ hiển thị lên cái đồng hồ đo vol này nè, là biết bình mình đang đầy hay là đỏ là nó yếu đó. 6V, 12V xài được hai loại bình. Mà cái này á, em về nó bị đứt. Ôi giời. Đứt cái dây kẹp rồi nha mọi người. Nè, hai dây kẹp nè. Cộng trừ á. Nó mắc dây rồi. Mắc hai cái đầu kẹp vô chân bình để mình sạc á. Nè, dây này nè. Mình tìm dây điện bự cỡ này nè, mình nói ra rồi mình mua hai cái đầu kẹp ở ngoài á, kẹp vô là xài ha mọi người. Này test ok rồi, lên điện ngon. Đây nó có điều chỉnh dòng sạc luôn nha. Ví dụ 6V nè là 1.5A, 12V 4A nè, 10V là 12V 10A, 12V 25A. Sạc tối đa là dòng 25A. Đây còn cái này kiểm tra bình. Nè, điện vô là 100V nha, điện vô 100V. Đó. Này là on off. 6V này bấm xuống đây. Đừng lộn bình ha, lộn 6V nó hư bình mình. Rồi. Này lộn là nó hư cây kim nữa, như là mình kiểm tra bình đó, đừng có bấm lộn. Đây xài điện 100V ha. Nè. Nè. Này công tắc on off. On lên đó. Nó đang là 6V nè, đồng hồ lên 6V nè. Đo dòng ga của cái hai cực này luôn á, hai cái cọng dây ra đó. 12 nè. Là 12 à, 6, 12. Rồi. Ok. Bình khá là nặng, bình này rất là sạc rất là chất. Đây kích thước nè mọi người. 20 ha, nhân cho 11. 20 x 11 x 17. Rồi, cái sạc bình này có mã 131.5 nha mọi người. Giá là bán là 1.200.000.
cho mọi người về thêm đấu dây vô để sạc. Đấu hai cọng dây điện to bằng vậy là ok nè. Đó. Còn cái kẹp cá sấu mọi người, kẹp bình á, mua đại ở ngoài nha, bán rất nhiều. Rồi tiếp theo anh dùng một cái kìm chút dây điện rất là, cái kìm này rất là ít gặp, vừa chốt và cắt dây điện đó nha. Đây là lưỡi cắt của thằng này, của Lotte của Nhật, Lotte của Nhật, bấm rất là nhẹ. Đây, đây là cái lưỡi bên trong nè, thằng cạnh cái lưỡi nó đó, bấm xuống nó khít như vậy. À, rất là nhẹ nhàng nha, cắt cũng rất là nhanh, chuốt nè, cắt. Đây, mấy cọng dây điện thử ha, cọng dây nhỏ này tí nè, cắt rất là nhẹ, chuốt, cắt, chuốt, cắt. Đây điều chỉnh được nặng nhẹ luôn nè. Dây nhỏ mình điều chỉnh nó giảm ra, nó sẽ chuốt dây nhỏ, bấm xuống nó ăn nhẹ. Nặng thì tăng lên ha, nó không ăn thì mình tăng lên cho nó nặng xuống cái lưỡi. Rồi, đây kích thước nó 17cm. Trên đây nó có cái hàng thước để mình đo. Đây cái hàng thước này, mình đo cái dây mình cắt, dây mình chuốt nó bao nhiêu. Rồi, kịp chút Lotte này có mã 131.6 ha, giá 450 ngàn. Giá bán là 450. Tiếp theo là cái ổ cắm điện nha mọi người. Về mấy cái ổ cắm điện, ổ cắm điện của Japan sản xuất. Cái này nó khóa rồi. Cái ổ cắm này đặc biệt nó có khóa cái mình mở rồi. Đây. Đây cái chân cắm nó nè. Ổ cắm này tải 1500W nha mọi người. Là 15A đó, dây nó chịu tải 15A đó nè, 15A. Của Nhật sản xuất. Đây. Đặc biệt cái chuôi này nó khóa cái ấy nha, nè. Như vậy thì mình rút ra được ha. Khóa lại vậy là cứng nè. Rút không ra. Chắc chắn luôn. Muốn rút thì quay cho lệ toàn bên nè, có mũi tên chỉ dẫn đó, khi rút vô thì vậy lệ toàn bên rồi gài lại đó, mở nè, khóa mở. Đây đặc biệt hai cái này nó có 500 nha mọi người, hai viên 500 rất lớn để hít vô, hít lên tường á, cái đồ mình cần sử dụng nè, dụ nó hít đó, rất là cứng à. Đây nó hết từ đây rất là cứng đó. Đó. Rất là tiện, nhà mình có tủ hay có tủ làm đồ đó rồi hết vô nó dính vô. Rồi dây này là 3m mọi người, em có hai loại nha, một loại này 3m nè, loại này là 5m. Rồi, tay dây rất là to, coi được đường kính trong cầm dây rất là to luôn, to dẻo của Nhật mà, made in Japan luôn nha. Rồi ổ cắm này có mã là 131.7 nha, giá bán là 250 ngàn. Rồi cái ổ này là dây này là 5m, dây 5m nha, 300 ngàn. Dây này là 2m, ủa 3m là 250, 5m là 300 nha mọi người. Cái ổ nó cũng vậy, chung ổ nó thì cũng là loại xoay nè. Đó cái loại xoay này ha, về y chang nha, dây cũng bằng 15A, tải 15A, 1500W. Cái này bị chóc tí xíu ở ngoài ha, nó không có bị vô trong nha mọi người, không có ảnh hưởng ở trong nè, không có bể.
nhóc cái cao su, đứt cao su tí xíu. Là cũng là hai cái 500 hít rất là mạnh nha. Nè. Dây 5m. Rồi, ổ cắm dây 5m có mã là 131.8 ha, giá 300.000. Rồi mấy ổ cắm này là xài điện 100V nha mọi người. Xài cho dây điện 100V thôi nha. Ở đây để coi. Có cái chân dẹp nè. Cái này á mọi người vô cái ba cái chân này cũng được nha. Mà thường thì nó vô ba chân này, mọi người vô chân dẹp thường của Nhật là có hai chân thôi. Nè, giống chân này ha. Vẫn vô bình thường nha. Đây. À. Cũng xay qua bình thường nó cũng vẫn dính. Xay lại thì mở đó. Xay qua dính ha. Rồi. Rồi ổ 5m này có mã là 131.8 nha, giá 300.000. Rồi, tiếp theo mọi người có xài qua cái laptop thì sẽ biết cái này ha. Cái ổ khóa laptop, khóa chuyên dụng để khóa laptop. Để mở ra coi nó dài bao nhiêu. Đây khóa nó sẽ như vậy. Cái này mình đút vô cái laptop. Laptop nó có cái lỗ như vậy nè. Lỗ vừa đút vừa như thế này nè. Đó, đút vô bấm lên nó sẽ nở ra. Rồi nó dính cái laptop lại, nở ra nè. Nở ra nè, xoay cứ xoay vòng vòng nhưng mà nó không có rút ra được. Đó. Rồi ổ khóa vô thì mới mở ra được thôi nha. Đó, bật xuống rồi nè. Bật cái ngạnh xuống rồi rút ra. Khóa thì nó mới lùm được chìa ra ha. Nè. Đó, bung ra. Rồi cái này là nó để cho mình dòng. Đây. Cắt ra luôn. Để coi nó dài bao nhiêu. Trời ơi. Quá dài luôn mọi người. Đo thử. Rồi nó cỡ là 1m7 nha mọi người. Cái này cỡ 1m7, 1m8 á. Em đo sơ sơ thì biết nó cỡ 1m7 á. Chắc chuẩn 1m8 quá. Đây đó. Dây rất là dài luôn. Dây gắn laptop. Nè mình khóa này nè. Là mình kiếm một cái vật cố định á. Như cái cây cột hay gì á. Rồi luồn qua ha. Đó. Luồn qua rồi. Đây là khóa cái laptop lại xong. Không có mang đi được ha, không có ai gân đi được. Đó, nó chuyên dụng và khóa laptop. Này, ổ rất là còn rất là mới. Hai chìa zin luôn. Rồi, cái khóa này có mã là 131.9 ha, giá 300.000. Dây dài đến 1m7 rồi. Rồi, cuối cùng này là cái đế hàng, cái đế để gác cái mỏ hàng của Haco chính hãng. Đây miếng này không biết làm gì. Đây gác lên vậy nha mọi người. Đó gác vậy nè. Rồi có cái mỏ hàng này gác lên. Đó. Nó đơn giản là vậy. Cái đế gác mỏ hàng. Đây có hình minh họa nè. Mới chưa sử dụng. Nó gác có mỏ hàng lên đó. Rồi, kích thước nó đo thử coi. 11 ha, nhân cho 9. Của Haco của Nhật. Rồi. Đế gác mỏ hàng này có mã 131.10 ha. Giá 200.000. Rồi, đây cũng là món cuối cùng. Em kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại.